bản chất cái đạo sắc này thì không phải là của chùa, mà có lẽ là ngày xưa các cụ xây giữa chùa, đình, đền, miếu, và đền thờ ông Thái Thượng Lão Quân có lẽ cũng nằm trong khuôn viên cổng là tổng thể di tích. Thì giờ là chùa, đình, đền, miếu nó không còn những cái công trình kia nữa, mà giờ chùa thì thầy mới khơi dựng để khang trang lại. Thì các cụ cũng bô lão làng để những người già giữ thì cũng không còn nữa. Thế giờ các vị lớp trẻ thì các vị cũng không 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 sợ là không bảo quản được, thì lại để cho nhà chùa giữ. Thì thực sự giữ cũng rất đơn giản, vì thực sự bản chất cái giấy của ngày xưa nhà vua làm với thời trước làm nó rất là tốt rồi. Thế vì vậy mình cũng không cần thiết phải dùng cái chất gì cả, mà chỉ cần thứ nhất là giữ được cho nó cao ráo, không ẩm thấp, thứ hai giữ mối mọt, thứ ba là không không để cho cái không khí nó vào. Trong thôn thì hàng năm thì thầy cũng vẫn cứ đến ngay đầu xuân, ngày đầu xuân mà cái ngày mà giao thừa xong thì đầu năm thì tất cả cán bộ quân dân chính của thôn chúng tôi là sang là nhờ thầy là thắp hương, thầy cầu Phật cho, và thầy cũng thông báo lại là cái đạo sắc phong thầy gìn giữ 14 năm nay thì thầy giữ cũng rất là an toàn. Thầy cũng thông báo cho thôn, cho khu, tức là biết được, nắm bắt được, cùng thầy để mà trông nom bảo quản cái đạo sắc phong.